Đào Phúc ơi. Hiếu Phúc. Claudicia. Mở pan đi. Bốn lẻ pan đi. Pan đi và Thái Bình. Bóng vẫn không thể qua được khả năng phòng ngự tốt của các thủ Thanh Hóa. Nhưng tình huống pha bóng sau đó của Hữu Dũng không thực sự tốt đã mang lại quả phạt góc đầu tiên của Hải Phòng trong trận đấu này. Mạnh Hùng, Ngọc Tân không vào. Những tình huống đá phạt trực tiếp và Doãn Ngọc Tân băng cắt luôn luôn là một trong những miếng đánh rất quen thuộc của Hải Phòng ở những mùa giải đã qua của V-League. Vẫn là một tình huống mà Ngọc Tân đã thoát ra rất nhanh khỏi sự kèm cặp của các hậu vệ Thanh Hóa để tung ra pha dứt điểm trước khi mùa giải khởi tranh. Chân sút đến từ Brazil. Hiếu Dũng nguy hiểm, không vào. Văn Toàn đã cứu thua ngay trên vạch vôi và người vừa tung ra pha dứt điểm là Hoàng Vũ Samson. Cơ hội đầu tiên của trận đấu này và nó thuộc về đội chủ nhà. Một tình huống phạt góc, các cầu thủ Hải Phòng đã kèm người không tốt. Samson di chuyển thông minh, bật cao và gõ đầu tương đối chính xác. Rất may là Văn Toàn cùng với Mạnh Hùng đã cùng nhau cản phá thành công pha bóng này. Chúng ta hãy cùng xem lại. Hoàng Vi Sai đã tranh chấp không tốt với Samson. Samson đang là chân sút tốt nhất của V-League với hơn 150 bàn thắng. Hiếu Dũng nguy hiểm, đó là cú đá tầm xa của Nguyễn Vũ Hoàng Dương. Malik nguy hiểm không vào. Có vẻ như bóng đã chạm cột của cầu thủ Hải Phòng. Một pha đá phạt rất khó chịu của Malik. Bóng cắt ngang khung thành của thủ môn Văn Toàn. Bóng vẫn trong cuộc. Doãn Ngọc Tân. Hải Phòng đã thoát thua trong pha bóng vừa rồi. Đó là một tình huống mà Thanh Hóa đã rất gần với bàn thắng. Chúng ta hãy cùng xem lại cú đá này của Balik. Bóng trôi qua một loạt các cầu thủ bên phía Hải Phòng lẫn Thanh Hóa. Người đã băng và chạm bóng cuối cùng có vẻ như là Samson. Bóng đã chạm ngực Samson nhưng lại bật cột dọc, bật ra và Hoàng Vi Sai đã kịp có mặt đúng lúc đúng chỗ để phá được trái bóng này. Bóng chạm Hữu Dũng rồi chạm Samson nhưng lại đi bật cột. Tình huống mở bóng khá hay của Ngọc Nam. Hoàng Dương vẫn theo kịp. Hoàng Dương nguy hiểm. Đó là một tình huống mà Tanda xử lý hơi vội. Ở khoảng cách ngoài vạch 16m50, những cú đá một chạm như thế thì rất khó để có thể tạo nên được những tình huống nguy hiểm thực sự về phía khung thành thủ môn đối phương. Và va chạm rất mạnh giữa Hữu Dũng và Diego. Còn đây là Samson. Không có tiếng còi nào vang lên cả. Samson đang ngã sau khi có những tình huống va chạm với Hoàng Vi Sai nhưng không có tiếng còi nào của trọng tài vang lên. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Một lần nữa Samson thể hiện được sự dũng mãnh của mình trong những tình huống bứt phá. Chạm bóng là Diego. Cú đá tiếp theo đó là của Lê Ngọc Nam. Bóng chạm chân một cầu thủ phòng ngự bên phía Hải Phòng và quả phạt góc cho Thanh Hóa. Em ơi để ý nha, để ý là phối hợp. Và có lẽ đây cũng sẽ là tình huống cuối cùng của hiệp đấu này. Vẫn là Hữu Dũng, hợp nhanh. Hoàng Dương treo bóng rất khó chịu. Nguy hiểm. Văn Toàn đã ra lỡ đà trong pha bóng vừa rồi. Malik. Lần này thì Mpande đã giải nguy thành công. Và đúng lúc này thì trọng tài Trung Kiên B đã nổi còi kết thúc thời gian thi đấu của hiệp đấu đầu tiên. Hai đội rời sân với tỷ số 0-0. Hải Phòng được hầm quả phạt bên phía cánh phải. Tuyến 2, Thế Dương. Rất căng của Thế Dương nhưng bóng đi không chính xác. Nhưng với những gì thể hiện về mặt chuyên môn thì anh lại không có được sự nổi trội đặc biệt nào cả. Hiếu Phúc cũng đã tìm cách để lật bóng. Thân trái nguy hiểm, không vào. Tình huống tạt bóng trái chân rất hay của Hiếu Phúc nhưng Diego đã vào bóng hụt trong pha bóng vừa rồi.
Chúng ta hãy cùng xem lại những pha đảo chân và tạt bóng cực kỳ tốt của Hữu Phúc. Bóng cắt ngang toàn bộ khung thành của Thanh Hóa. Các cầu thủ hậu vệ Thanh Hóa đã không thể can thiệp được và Diego băng vào. Nhưng anh lại tiếp bóng không được sự thành công. Hậu vệ trẻ sinh năm 1998 của Thanh Hóa ngày hôm nay ở vị trí hậu vệ trái cũng là thi đấu rất tự tin. Martin Lò gặp khó khăn. Nguy hiểm đấy, bàn thắng. Không vào. Nhưng bây giờ vẫn không vào. Không hiểu tại sao bóng không thể đi vào lưới của câu lạc bộ Hải Phòng từ tình huống dứt điểm của Lê Văn Thắng và tình huống đá bồi của Samson. Không hiểu điều gì đã xảy ra. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Đường chuyền thông minh của Tanda cho Lê Văn Thắng. Lê Văn Thắng sửa bóng, bóng bật cột, cắt ngang khung thành. Samson băng vào đá bồi nhưng Lê Văn Toàn cũng đã lùi về rất nhanh để khép được góc sút. Có vẻ như bóng cũng đã khẽ chạm tay Văn Toàn trong pha bóng này. Văn Toàn đã xuất sắc khi mà hai lần liên tiếp cứu nguy cho Hải Phòng. Tinh thần lên rất cao sau những tình huống liên tiếp vây hãm khung thành của đối phương. Không được. Thái Bình. Nguy hiểm. Có vẻ như đã có lỗi việt vị. Lỗi việt vị của một cầu thủ áo vàng. Người đã mắc lỗi việt vị trong pha bóng vừa rồi là Lê Văn Thắng. Rất tiếc cho Lê Văn Thắng trong tình huống xử lý hỏng ăn trước đó. Ở một tình huống đối mặt với Văn Toàn, góc sút rất rộng. Thì Văn Thắng đã không thể hạ gục được Văn Toàn trong tình huống dứt điểm đầu tiên. Chính xác là Văn Thắng đã bị thổi phạt việt vị trong pha bóng này. Đặc biệt là trong hai cuộc đối đầu trên sân Thanh Hóa, đội chủ nhà đều thua. Nhưng đây có thể là một tình huống khác. Lê Văn Thành Long không vào. Đường chuyền rất sắc của Lê Văn Thành Long hướng đến vị trí của Tanda ở phía trong. Thì cũng phải đến tận phút thứ 86 Việt Phong mới có bàn thắng mở tỷ số cho đội khách. Rất nhanh, tuyệt vời. Chúng ta vừa nói về một bàn thắng thì chúng ta đã có bàn thắng. Và đó là siêu phẩm của Empane. Empane đã làm được điều này rất nhiều ở những trận đấu của mùa giải trước. Nhưng bây giờ mới là thời điểm mà anh tỏa sáng trong trận đấu ngày hôm nay. Một cú không chia bóng và một cú vút bóng rất đẳng cấp. Và Empane là như vậy. Một cầu thủ rất mạnh mẽ và có kỹ thuật tốt. Những cú dứt điểm sấm sét. Một thời điểm mà tuyến giữa cũng như hàng phòng ngự của Thanh Hóa mất tập trung. Ngay lập tức họ phải trả giá bằng pha dứt điểm đẳng cấp của Joseph Empane. Pandé là một cầu thủ có khả năng dứt điểm từ xa rất tốt. Và chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Đây chắc chắn sẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất của vòng đấu này. Những pha xử lý tinh tế, không chia bóng bước một, tâng bóng bằng đùi và dối mù vuốt bóng một cách rất căng, ghim thẳng vào góc cao khung thành của thủ môn Thanh Diệp. Không có cơ hội cản phá cho thủ môn của Thanh Hóa. Bàn thắng quá đẹp. Diego không vào. Một tình huống mà Diego đã hơi cá nhân. Anh hoàn toàn có thể truyền cho Lê Thế Cường đứng chống trải ở bên cạnh. Và cuối cùng thì lại dứt điểm ở trong tư thế không thực sự thoải mái và đã sút ra ngoài. Diego không vào. Một tình huống mà Diego đã hơi cá nhân. Anh hoàn toàn có thể truyền cho Lê Thế Cường đứng chống trải ở bên cạnh. Và cuối cùng thì lại dứt điểm ở trong tư thế không thực sự thoải mái và đã sút ra ngoài. Tập trung trong tiến công. Tiếp tục lại là một tình huống mà Văn Toàn phán đoán và băng ra rất kịp thời. Nguy hiểm. Tình huống mà Thanh Diệp đã phải băng ra khỏi khu vực 16m50 và phá bóng bằng đầu. Empande. Lỗi của Empande. Đây rất có thể sẽ là tình huống cuối cùng của trận đấu này. Có lẽ là không. Treo bóng vào trong.
Không được. Người đang có bóng là Văn Hạnh. Và đúng lúc này thì trọng tài Trung Kiên B đã nổi còi kết thúc thời gian thi đấu chính thức của trận đấu giữa Thanh Hóa và Hải Phòng. Một lần nữa Hải Phòng lại chứng tỏ được cái duyên của mình khi thi đấu trên sân vận động Thanh Hóa. Họ đã vượt qua đối thủ với tỷ số 1-0. Audio Jungle.